Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và 15k Gaming đây. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Minecraft hướng dẫn tập tiếp theo. Và trước cái video này, nếu như bạn nào thích mình làm tiếp tục những cái video về hướng dẫn nữa thì đừng quên giúp mình đạt 777 like cũng như là 37 lượt chia sẻ nha. Và đừng quên ủng hộ cho channel MinFF cũng như là MinMC của mình nha các bạn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vào video thôi nào. Let's go. Trong hướng dẫn trước, mình đã hướng dẫn cho các bạn cách làm một cái ruộng tự động đúng không? Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ có thêm một hướng dẫn nữa. Và hướng dẫn này để làm gì? Hướng dẫn này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách nâng cấp cái ruộng này lên và thêm một thiết kế mới nữa, một thiết kế nâng cao nha. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ bắt tay vào làm nha các bạn. Let's go. Đầu tiên thì các bạn cũng xác định vị trí như cũ luôn. Đó, như thế này. Vẫn xác định vị trí như thế này nha. Là chúng ta sẽ có 8 ô. Đầu tiên là 8 ô trước. 1, 2. Ơ, từ từ, mình cách chỗ này ra 3 ô đi. 1, 2, 3. Rồi, bắt đầu ở đây đi. Rồi, chúng ta sẽ có 8 ô nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đấy, 8 ô này. Thì ở vị trí này mình rang ô nữa là 9 đi. Cho nó đẹp chỗ này là mình sẽ để hopper nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đó, mình sẽ để lại 8 ô nha các bạn. Tại vì lý do tại sao 8 ô? Tại vì chúng ta sẽ có đường nước ở hai bên. Thì đường nước ở hai bên thì một đường nước nó chỉ cung cấp được cho 4 ô thôi các bạn à. Cho nên chúng ta sẽ làm 8 ô để chúng ta đặt đường nước hai bên thì nó sẽ cung cấp đều cho cái 8 ô ruộng của chúng ta ở bên trong nha. Đấy, rồi sau đó thì cái chỉ có sàn đầu tiên là các bạn làm 8 ô thôi và bắt đầu từ cái sàn thứ hai nè. Đây là cái sàn thứ hai nè các bạn. Thì cái sàn thứ hai này các bạn sẽ để cho mình là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đấy, bắt đầu cái sàn thứ hai là 7 ô nha. Ok, đây bắt đầu cái sàn thứ hai là 7 ô. Đấy, ốp lại. Ok, đây 7 ô. Mình chỉnh cái random stick ấy, nó nhiều quá cho nên nó nhanh. Rồi, và cái sàn thứ ba đó, các bạn phải tạo cho nó thành cái này đó, thành cái ruộng bậc thang nha các bạn. Thì khi các bạn đổ nước ở bên trên á thì ở bên dưới này nó mới chảy xuống được. Đấy, time ô đúng không? Đấy, ở vị trí này kéo ra. Đấy, và lên một ô nữa nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Thì đây mình làm 3 sàn thôi. Thì nếu như các bạn làm muốn làm 5 sàn, 7 sàn, 10 sàn thì cứ mỗi sàn các bạn làm 7 ô là được. Còn cái sàn cuối cùng thì các bạn làm 8 ô nha. Đấy, thì ở đây mình làm 3 sàn thì cái sàn cuối cùng này của mình là sàn thứ 3 nè. Thì mình sẽ làm 8 ô. Đấy, lên, lên, đấy, kéo ra. Thì cũng như cũ thôi, vẫn là thiết kế như cũ. Thì rất là đơn giản, các bạn kết hợp với lại cái phần cửa sập của mình nha. Đây, phần cửa sập thì các bạn sẽ để ở vị trí cuối này, mở lên, ở như thế này. Và chúng ta sẽ cần có nước. Đây, mình sẽ cần có nước đổ vô trong này. Đấy, rồi, như vậy là chúng ta tạm xong cái phần đường nước ha. Sau đó là chúng ta sẽ cần phải giải quyết thêm cái vấn đề nữa là cái vấn đề các bạn đổ nước. Kẹt chuột. Các bạn giải quyết cái vấn đề đổ nước thì các bạn có thể ốp ở bên ngoài. Đây, các bạn ốp bên ngoài như thế này và các bạn đổ nước ở bên trong. Đây, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đấy, đổ nước ở bên trong rồi các bạn ốp lại. Đó. Rồi, tiếp tục ở bên trên này cũng vậy luôn. Các bạn đổ nước xong các bạn ốp lại là xong. Đây, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đấy. Rồi, chỗ này ốp lại. Đấy, là xong cái phần đường nước nha. Tương tự như ở bên còn lại luôn nha các bạn. Lúc nãy mình nói nhầm nha các bạn. Thì cái sàn cuối cùng các bạn vẫn phải làm 7 ô nha. Tại vì 7 ô để làm gì? Để nó vẫn chảy nha các bạn. Tại vì á, khi các bạn đặt một cái cửa sập vô như thế này nè, là nó tính là một block đó các bạn. Đấy, đặt cái cửa sập vô đây và nước chảy trong đây nó đã tính là một block rồi. Cho nên nếu các bạn làm 8 block ấy thì nó sẽ chỉ chảy tới đây thôi vì mình vừa mới đặt một ô rồi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ có cái phần đá đỏ nè các bạn. Đây, cái phần đá đỏ các bạn có thể ốp vô đây. Đấy, xuống đây thì ở đây để một cái repeater để tăng cái cường độ dòng điện lên. Thì tương tự như dưới này mình cũng để một cái repeater luôn và dưới này mình cũng sẽ để một cái repeater. Đấy, thì chúng ta để tăng cái cường độ dòng điện lên mà. Đây, thì bây giờ mình ốp đá đỏ vô, sau đó thì mình sẽ thử bật để coi nó có hoạt động không nha. Đây, có chạy xuống dưới không là biết liền vậy. Đấy, tắt cái nè. Để xem nó coi. Đấy, ngon lành chưa? Tuyệt vời chưa? Như vậy đây là thiết kế nâng cao của cái này các bạn. Các bạn nâng sàn lên thôi. Đấy, cơ bản là như vậy. Còn nếu như bạn muốn mà nó hiệu quả hơn một chút á thì các bạn có thể sử dụng dispenser. Ừ, thường thì mình hay dùng dispenser. Nhưng mà thôi, nếu như có cửa sập này rồi thì nó đơn giản, nó cũng chỉ có mất thêm của mình có một hàng thôi thì nó cũng không đáng bao nhiêu. Bạn nên dùng cửa sập để cho thiết kế nó đơn giản hơn. Đấy, thì nó tương tự cái thiết kế bên cạnh ha. Rồi bây giờ mình sẽ
giới thiệu cho các bạn một cái thiết kế mà nó không phải là dạng ruộng bậc thang. Nó cũng là ruộng bậc thang nhưng nó không phải sắp xếp theo như thế này, mà sắp xếp theo hình vuông, bạn sắp xếp từ dưới lên trên. Đấy. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với thiết kế mới nha. Let's go. Ở thiết kế này cũng tương tự như những thiết kế còn lại, thì cái sàn dưới các bạn vẫn chọn cho mình là 8x8 nha. Và chúng ta sẽ đổ nước ở hai ô này đi. Đây, mình sẽ đổ nước hai bên. Đấy, đổ nước hai bên như thế này nha. Đấy. Đáng lẽ là đổ nước một ô cũng được, đấy, đổ hết dãy cũng được. Đấy. Là chúng ta đã có được xong một sàn các bạn. Ở trong này mình để là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tại vì cái sàn dưới cùng á, lúc nào á, nó cũng sẽ là cái sàn được ưu tiên nhất các bạn. Tại vì nó là cái dãy cuối cùng rồi thì nước chắc chắn là phải chạy 8 rồi. Ok, thì sau đó chúng ta sẽ cần có block kính ha. Này, mình lấy phần kính trong này đi. Đấy, chúng ta sẽ up lên, lên 2 ô. Đấy, tương tự lên 2 ô như thế này nha. Đây, lên. Lên chỗ này thì mình up kính lại luôn nha các bạn. Đấy, tại vì nó không có ảnh hưởng hay liên quan gì hết. Đấy, ở trong này thì các bạn phải cuốc ra nha. Đấy, lên. Đấy, tương tự luôn, bên này cũng mình sẽ lên nha các bạn, lên 2 ô luôn nha. Bắt đầu ở cái ô thứ 3. Đây, chúng ta sẽ lên như thế này. Bắt đầu ở ô thứ 3 thì mình sẽ sử dụng là chúng ta sẽ dùng thêm một cái sàn đất nữa. Đấy, chúng ta sẽ làm chỗ này đi. Đây. Đấy, chúng ta sẽ thêm một cái sàn đất. Và mình đang muốn á, là cái phần nước á, nó sẽ chảy từ bên này qua. Tức là mình sẽ ốp như thế này. Đâu rồi, cái chỗ này chúng ta sẽ lấy sàn đất nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đó, chỉ cần 7 ô thôi. Lý do tại sao 7 ô? Thì 7 ô á, là để cho cái đường nước nó còn chạy tiếp nha bạn. Cứ theo nguyên lý thì nước chảy 8 ô, thì cứ 7 ô là nó sẽ tiếp tục chảy tiếp. Đó, thì ô thứ 8 nó rớt xuống dưới thì nó sẽ tiếp tục chảy tiếp. Đó, cách 2 ô như thế này. Đấy, thì chỗ này nhìn nó có vẻ hơi thấp nhưng mà các bạn có thể đi vào được rồi đó. Đây, chỗ này các bạn có thể đi vào được. Và ở trên này thì các bạn có thể treo những cái đèn lồng. Để làm gì? Để đảm bảo là nó sẽ không có bị tối và cái cây của chúng ta có thể mọc được ha. Đấy. Rồi, tiếp tục các bạn sẽ lên tiếp cho mình 2 ô. Đấy, tương tự luôn. Và ở bên trên này thì các bạn bắt buộc vẫn phải có đường nước nha. Thì ở đây các bạn sẽ để cho mình là để như thế này nha. Đấy, đổ nước như thế này và ốp lại. Đó, là ok. Đấy, phiên bản mới cập nhật rất là thuận tiện luôn các bạn. Nó cái đường nước mà đặt được cho những cái cửa sập rồi những cái lock khác nó rất là thuận tiện. Các bạn không thích cửa sập các bạn có thể sử dụng lock khác cũng được, không có vấn đề gì nha. Đây, chỗ này thì ốp như thế này, đúng chính xác luôn. Đấy. Đấy, cái này thì mình sẽ làm khoảng tầm 5 tầng nha các bạn. Này, lên. Đấy, đây là tầng thứ 2 và bắt đầu từ tầng thứ 3 thì các bạn làm xen kẽ lại. Từ từ. Đây, lên 2 ô cái đã. Từ từ, đó mình lên 2 ô rồi mình làm xen kẽ nha các bạn. Tức là nó sẽ chạy theo cái đường zigzag nha các bạn. Tại vì cái đường nước á nó sẽ là cứ 7 ô là nó sẽ xuống dưới. 7 ô là xuống dưới thì nó sẽ chạy theo cái đường zigzag nha. Đây. Rồi, để mình ốp cái phần bờ rào lên cái rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn đặt cái phần đất cho cái sàn tiếp theo nha. Rồi, như thế này thì cách ra 2 ô thì chúng ta sẽ đặt như thế này. Đó, nó sẽ đi ngược lại nha các bạn. Đây. Đấy, và chừa ra một ô ở đây. Đó, các bạn thấy chưa? Đấy, như thế này. Đấy, ok, đây là sàn thứ 3 nha. Đó. Đấy. Thì các bạn có thể test bằng cách là bây giờ mình sẽ thử đổ nước ở đây. Đây, để xem nó có chạy xuống dưới không nhá. Đấy, các bạn coi nè. Đây. Đây là nguyên lý hoạt động của cái ruộng bậc thang mà không làm dài nha bạn, làm theo trụ nha, hình trụ đó, đi lên trên. Đấy, các bạn thấy chưa? Thì bây giờ mình sẽ làm thêm 2 tầng nữa nha. Tương tự như bên kia thì cái tầng cuối cùng các bạn sẽ ốp cửa sập vô nha. Và ở ngay vị trí này thì mình phải có một cái block để dẫn điện các bạn. À, để mình coi, hình như cái kính này cũng dẫn đá đỏ được mà đúng không? Nhưng mà nó không mở này. À, như vậy là kính nó không dẫn được các bạn ơi. Các bạn phải để block đá vô nó mới dẫn. Đấy, thấy không? Kính nó không dẫn được các bạn. Đấy. Thì chúng ta sẽ đổi thành block tùy các bạn thôi. Các bạn muốn block nào cũng được. Ở đây mình dùng đá cuội cho nó lẹ thôi. Chứ còn nếu không thích thì các bạn có thể sử dụng cái block đá nung đâu rồi. Khó vậy, stone.
Đây, đó, Smooth Stone. Cái block này nhìn khá đẹp nha. Nhìn khá xịn sò. Và nếu như bạn muốn đồng bộ thì cứ mỗi sàn các bạn cũng làm luôn. Đấy. Rồi cái này bạn ốp vô nha. Ốp vô như thế này. Và ở vị trí này thì chúng ta sẽ có một cái đường đá đỏ đi lên nha bạn. Nhưng mà để mình làm cái đường công tắc đã. Thì ở đây chúng ta sẽ có một công tắc ở đây ha. Rồi đá đỏ đây. Đặt vô đây, đi xuống. Ở chỗ này có bị vướng nước không? Nếu như không bị vướng nước thì ok. Nhưng mà vướng nước hơi mệt đấy. Đây, thì chúng ta sẽ có một cái đường đá đỏ từ đây đi lên nha các bạn. Đây, ngay chỗ vị trí này chúng ta sẽ bắt đầu đi lên. Đấy, để một cái đuốc từ từ. Chỗ này mình sẽ đặt một block đá đi. Để nhìn cho nó đấy, cho nó biết được là ở đó chúng ta có đường đá đỏ nha. Đấy, chúng ta cứ đặt một cái đuốc lên để ở đây cho nó đỡ bấm nó xa quá các bạn, cái nút bấm nó hơi xa. Đấy, cứ lên, cứ đặt một cây lên, một cây ấy là được, cứ một block với là một cây đuốc, một block một cây đuốc là được, là chúng ta có thể dẫn đường đá đỏ lên nha. Đấy, ok. Rồi, còn ở đây bạn muốn đồng bộ thì các bạn có thể up block gỗ cũng được. Đấy. Rồi, ở vị trí này chúng ta xuống một chút nha. Đây, nổ ra. Và ở đây thì chúng ta cần một cái gì? Đó chính là chúng ta sẽ cần một cái repeater các bạn. Đây ơi, đây mình sẽ cần cái repeater, mình hướng vào đây. Thì chỗ này chúng ta sẽ có đấy như thế này nha. Rồi bây giờ mình sẽ thử nha. Gạt. Ok chưa? Đường đá đỏ kích hoạt rồi nè. Rồi tắt cái coi. Đấy. Ôi giời ơi, ngoan lành chưa? Ngoan lành cành đào chưa? Chạy theo đường chích dắt 5 tầng đàng hoàng nha. Đấy, tầng cuối ra đây. Thì ra đây thì ở ngay chỗ này tắt cái coi. Tắt. Đấy. Xịn sò bò chưa? Đấy, chuẩn luôn. Và ở trong này thì các bạn có thể gắn những cái đèn nha. Các bạn có thể gắn block hai bên chẳng hạn, hoặc là các bạn không thích gắn đèn các bạn có gắn đèn ở đây nè. Đấy, đèn đá phát sáng hoặc là đèn biển nè, xong rồi gắn ở vị trí này 2 ô, rồi gắn ở vị trí này 2 ô nữa là đảm bảo ok luôn. Đây, mình có thể gắn vô ở đây nè. Test cho bạn xem. Đấy. Để đây nè. Đó, gắn lên. Đấy. Đấy, như thế này nha, là đảm bảo là ánh sáng nó sẽ đủ. Nếu như có ba cái đường đèn này thì ánh sáng ok lắm các bạn, đủ để các bạn trồng rồi. Còn bên trên này thì các bạn không cần ốp được đó. Các bạn ốp như thế này rồi ốp ở vị trí này ba đường là quá ok rồi. Ở trước thì nếu như được thì các bạn làm thêm vàng đèn nữa là ok. Như vậy là các bạn đủ để mà có thể trồng được luôn á. Đó, như vậy là xong xuôi bên này. Ok, bên này bị lệch kìa. Vãi chưởng, làm sao nó bị lệch luôn kìa. Trời ơi, bị lé bạn ơi, mắt bị lé rồi. Đấy, như vậy là ngày hôm nay mình đã hướng dẫn cho bạn hai thiết kế nâng cấp của cái rượu bậc thang mà trong phần chơi trước mình đã hướng dẫn. Thì nếu như mà bạn nào muốn có thêm những video hướng dẫn nữa thì đừng quên đó là xin một like, một share cũng như một cái like đăng ký, và đừng quên kích luôn vào cái chuông để nhận tất cả thông báo từ channel của mình nha. Còn bây giờ thì có lẽ là mình sẽ tạm dừng clip ở đây. Nếu như bạn nào mà làm được rồi hoặc là có cái gì mà chưa làm được hoặc có thắc mắc gì thì comment ở bên dưới nha. Mình sẽ giải đáp thắc mắc cho bạn. Còn bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại các bạn vào những video hướng dẫn kế tiếp nha. Bye bye.